Vâng, em Minh Chiến Bình Định xin chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc. Thì sáng nay ngày 27 tháng 7 em giới thiệu cho các bác là về là 4 con CD, đó là 2 con 3 con 5 ISR và 1 con 3 con 7 ISA và 1 3 con 7 ISR. Và trước mấy các bác đó là những con đầu DAT chuyên giải mã DAC rất là hay. Nhưng dòng này tới nay mới có hàng cho các bác. Trong video này là gồm là 3 con 59 IS và 2 con 57 IS. Đồng giá là 7 triệu, những sản phẩm này đều mạch vàng và tất cả là hàng tuyến tròn cây lửa, hai hầu gỗ ốp sườn hai bên, rất là thích hợp cho các bác đang chơi những CD như Sony nó có hầu gỗ, các bác có thể để lên hoặc là đặt trên những con Amply Receiver hoặc là Amply dòng 707, 607, 907 vân vân của Sansui, hay là những dòng Amply của Akufai nó có hầu gỗ thì rất là đẹp, mà chất âm của những con DAC 5957 rất là hay nha các bác. Giá là 7 triệu một em. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo trên qua hai số điện thoại phía trên màn hình 0978 338 114 hay là 0965 770277. Đây, mời các bác xem 3 con 59 IS nha. Em nào cũng đồ đẹp như nhau. 2 con 57 IS. Thì em đây giá 7 triệu khi hàng đi sẽ có tặng kèm một bộ dây quang cao cấp nha. Bộ dây quang này trị giá là 200 ngàn, dây đúc rất là lớn, dài 1,5 m nha các bác. 5 chiếc, dòng này là nghi hay, bài cực kỳ đẹp luôn. Nếu các bác nghe nhạc mạng thì không bao giờ thiếu những sản phẩm này. Có 2 con 57 nha các bác và 3 con 59, các bác lấy con nào cũng được vì nó đồng giá. Những cái sản phẩm này là nó full cổng luôn nha, tại những sản phẩm này người ta sản xuất ra để vừa nghi DAT vừa làm giải mã DAC. Thì nó full cổng, cổng Cosi Out, cổng Optical, cổng Analog đầy đủ. Nếu các bác xài điện thoại laptop thì các bác xài cổng Analog thì chúng ta có thể chỉnh được volume. Đấy. Còn xài TV thì chúng ta chuyển qua Optical, chuyển qua Optical, Cosi Out. Đây là nút chuyển kênh, giải mã DAC. Đây là nút chỉnh những chức năng. Và 59 nó cũng vậy, 57. Và đây là 2 con, 3 con 5 ISR. Hàng tuyến tròn đẹp long lanh luôn nha các bác. 3 con 5 ISR giá là 12 triệu, có khiển zin nha. Có khiển zin. Về được 2 em với tình trạng là cực kỳ là đẹp. Giá là 12 triệu, có khiển. Rồi, và tiếp theo. Đây là 3 con 7 ISR và 3 con 7 ISA thì dòng cao cấp rồi. Nhưng bằng nhỏ này. Và đây là cặp loa 4312 MK2 series liền kề, giá 26 triệu 500 ngàn. Đây là 3 con 7 ISR nha các bác. Thì dòng cao cấp rồi, chất âm này cực nổi tiếng rồi. Khỏi cần phải giới thiệu nhiều. Máy đẹp long lanh luôn. Và 3 con 7 ISA. 3 con 7 ISA giá là 18 triệu nha các bác. Còn 3 con 7 ISR là giá 22 triệu 500 ngàn. Những dòng này thì tích hợp cổng ba lăng cho các bác chơi này. Và nói chung là nó cao cấp thì nó đầy đủ hết á. Còn 3 con 5 ISR thì nó tích hợp cổng RCA và cổng quang. Rất là mới nha, có thay đổi đẹp sản phẩm nha. Cấu cạnh luôn. Con trên là 35 ISR, con trên là series là 6631, con dưới là 1948. Có thay đổi đẹp sản phẩm nha. Đấy. Có một quét tì nhỏ nhỏ là luôn, rất đẹp. Rất đáng để các bác chuyên tâm. Đây, em vào bên quay cho các bác xem này. Hai hồi gốp xương. Rất là đẹp luôn. Em quay phía sau cho các bác nha. Đây, 3 con 7 ISA rồi nâng lên cuối cùng là 3 con 7 ISR. Đấy. Và 2 con 3 con 7 ISR là series là 1172 và 3 con 7 ISA là series là 200 400
và hai con này nó đều công suất như nhau là 27W và đều cấu hình là như nhau nha. Đấy, có thấy giống y chang không? Hai cổng Russia và một cổng ba lăng cao gấp. Chế độ chơi ba lăng là nếu bật con út này, cổng coaxial, cổng optical đầy đủ. Chúng ta xem được độ đẹp sản phẩm nha các bạn. Thì giá em báo rồi, 3.7XA 18 triệu và 3.7XR là giá 22.500.000. Các bác nào chốt sản phẩm nào thì alo qua hai số điện thoại phía trên màn hình 0978338144 hay là 0965770227. Còn với con miếng con dây mãi nó như thế này. Con nào cũng đẹp len ke, đây là những cổng line in là như cổng lock, các bác chơi điện thoại có cắm vào đây. Đây là cổng coaxial, cổng đồng trục này. Là cổng optical input này, chúng nó đầy đủ hết tất cả cổng nha các bác, full cổng luôn. Các bác thể xem rõ hơn đấy. Full cổng luôn đấy, đầy đủ hết luôn. Giá là 7 triệu một con. Kèm theo một bộ dây quang tốt cho các bác nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Mọi chi tiết các bác cứ alo cho em nha, hoặc là nhà kết bạn Zalo, nhắn tin cho em cũng được.